Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Đây lên sóng bác em Họa Mi này các bác này. Chim thuần các bác nhá, chơi cánh tít mù luôn, đuôi xòe nhá các bác nhá. Quay sát cho các bác xem này. Em này đấu đá vô tư thoải mái các bác nhá. Thuần sách lồng vẫn hot các bác nhá. Các bác nào cần clip sách lồng hot thì IB qua cho em nhá, để em gửi cho các bác xem. Em này thì đầu mặt cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đầu mặt cực kỳ là đẹp luôn, chim già rừng thuần các bác nhá. Nhưng mà đang lo sợ em bên cạnh không đấu được lại nó các bác. Con này đấu rất là bệt cầu các bác nhé, con này đấu rất là bệt cầu luôn. Nghe em hơi ồn một tí các bác nhé. Đây quay cho các bác xem đầu mặt này. Đầu mặt em này cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đầu mặt cực kỳ là phê luôn các bạn. Tố chất rất là tố chất luôn nha các anh em này. Khiếp không các bác, cái mắt khiếp không? Thật với các bác luôn này, em bên tay phải không dám chơi. Em bên tay phải không dám chơi các bạn, nên là nó thật sự với các bác là chim nó không được sung, nó không chơi lại các bác nhá. Đấy các bác nhìn video các bác thấy nhá. Thôi em xin phép dừng video các bác nhé, bởi vì em này nó cũng không dám chơi nữa, em kia không dám chơi nữa, em sẽ ra để tách xa nó ra.